Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bánh đậu xanh. Ở đây mình đã chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh đậu xanh, bao gồm có là 150g đậu đã đãi vỏ và mình đã ngâm trong nước ấm, nước nóng á, mình đun sôi được khoảng 1 tiếng đồng hồ để rút ngắn cái thời gian mà mình hấp hoặc mình luộc đậu. Thì mình sẽ ngâm trước. Trước khi ngâm thì mình sẽ rửa thật sạch khoảng 2-3 nước cho cái đậu của mình nó sạch nhé. Đường ở đây với 150g đậu xanh khi mà đang còn khô thì mình sẽ sử dụng khoảng 120g đường, một lon sữa dừa, đây là lon nước cốt dừa. Mình mua cái nước cốt dừa này ở trong siêu thị á, cái nước cốt dừa này mình có thể sử dụng luôn cũng được nhé. Đây là mình mua nước cốt dừa và dầu ăn, các bạn có thể sử dụng dầu ăn bình thường cũng được. Còn với cái món bánh này, nếu mà có dầu dừa, ở đây mình có dầu dừa do mình tự làm nên là mình sẽ sử dụng dầu dừa cho nó thơm, và một ống vani. Đầu tiên để làm bánh đậu xanh thì mình sẽ mang cái đậu xanh này của mình ngâm sẵn, mình đi hấp. Mình sẽ hấp cho đậu xanh của mình nó chín nhé. Đây là cái đậu mà mình vừa hấp xong này. Mình hấp cái đậu của mình cho nó mềm mà mình nó bở ra như thế này luôn á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cái phần đậu này, nước cốt dừa, đường và khoảng 2 muỗng canh, dầu ăn hoặc là dầu dừa, mình cho vào mình xay nhé. Mình xay xong thì mình sẽ cho cái phần đậu xanh ra chảo nhé. Và mình mang đi xên. Mình sẽ xên trên bếp khoảng 2-30 phút cho cái đậu của mình nó sánh lại và nó thành một khối luôn á. Các bạn nhớ đảo nhé, còn không là cái đậu của mình nó sẽ bị khét đấy. Sau khi mình xên cái bánh của mình được ở trên bếp khoảng chừng 25-30 phút thì bánh của mình các bạn thấy này, nó đã sánh lại thành một cục như thế này và nó không còn dính trên chảo nữa. Đây, nó cũng không còn dính ở trên cái vá mà mình đảo nữa, như thế này là đã được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình để cho nó hơi nguội một chút nhưng mà nó vẫn còn nóng nhé. Thì mình sẽ cho vào khuôn mình tạo hình cho bánh của mình. Tùy các bạn, nếu mà muốn cho bánh của mình nó có hình thù như bánh trung thu thì mình có thể sử dụng những cái khuôn bánh trung thu nhé. Còn nếu không thì mình cứ cho vào những cái hộp vuông hoặc là hộp tròn, mình nén nó lại. Thì sau đó mình cắt nó ra thành từng cái hình thù mà mình thích. Đây, thế này là đã được rồi. Đây, mình để cho cái bánh, đậu của mình cho vào trong cái này luôn. Đây, hôm nay mình sẽ cho vào cái khuôn này. Lát nữa thì mình chỉ cắt hình vuông thôi nên mình sẽ cho cái vào cái khuôn mà hình vuông và mình tán đều nó ra.
mình sẽ dùng tay, mình lấy một cái bọc ni lông hoặc là cái bao tay, mình đè cái bánh của mình xuống như thế này nhé. Đây các bạn, đây là bánh đậu xanh mình đã để ra trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 4 tiếng. Này các bạn nhìn bánh của mình rất là cứng luôn, mình lấy ngón tay mình nhấn mà nó còn không xuống luôn á. Đó, khi mà mình làm mình để tủ lạnh thì bánh của mình nó sẽ cứng lại như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ dùng dao này mình lấy bánh của mình ra nhé. Mình đã lấy được cái bánh của mình ra rồi này. Bây giờ thì mình sẽ cắt hình thù tùy thích nhé. Hôm nay thì mình chỉ cắt hình vuông thôi. Đây các bạn, đây là bánh đậu xanh mà mình đã cắt thành những cái viên nhỏ nhỏ như thế này này. Các bạn có thể tạo hình tùy thích nhé. Còn ở đây thì mình thích cắt những hình vuông dài hoặc ngắn như thế này. Bánh đậu xanh này thì rất là dễ ăn, cả nhà ví dụ như người già hay trẻ em ăn đều rất là dễ ăn mà nó không bị nghẹn nữa. Mình có thể làm cái bánh đậu xanh này trong các dịp lễ Tết, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 10 ngày nhé. Rất là mềm, dẻo và không hề là mình ăn nó không có bị nghẹn cổ như là cái bánh mà mình mua, cái bánh khô kia đâu. Rất là dẻo luôn. Đây, ăn thì rất là thơm bùi, mùi cái đậu xanh và béo béo của nước cốt dừa rất là ngon. Với cách làm rất là đơn giản này thì các bạn hãy thử làm cái món bánh đậu xanh này cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Video thực hiện cái món bánh đậu xanh của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé.